Ừ, anh tới nè em. Mình xuống đi ăn sáng nha. Ừ, anh đợi. Thư chưa bắt cắp xong hả chị? Chưa em. Chị đi chơi với bạn trai chị đã. Em đợi nó xí nha. Nó xuống giờ á. Dạ. Anh tới lâu chưa? Anh tới lúc 9 giờ. Trời ơi, mới có 15 phút à. Tối hôm qua. Mới có một ngày 15 phút. Anh thì không sao, nhưng mà tội cho con cu nè. Nó tới hồi sáng sớm á. Thôi đi. Anh đi trước nha. Tập làm quen từ từ nha. Mặt bơ phờ hết trơn kìa. Trời, còn đây luôn hả? À, xuống em ơi, tới nhà rồi. Vô ngủ đi nha. Ừ. Bye ha. Ừ, bye. Em ráng đợi nó chút xíu đi, nó xuống rồi á. Nha. Nhiều khi 9 giờ sáng mai á, tối mai chứ. Quên. Hôm nay em đẹp lắm. Không uống công anh đợi nguyên ngày chờ em make up. Mặt mọc mà anh. Ủa chứ sáng giờ em trên đó làm gì? À, son em hơi nhiều cho nên em thử hơi lâu. Sorry, để anh đợi lâu. Là thử son nguyên ngày luôn hả? Thôi kệ không sao. Bây giờ muốn đi đâu nè? Đi đâu cũng được mà. Vậy đi ăn ha. Thôi, ăn khuya mập lắm. Vậy đi xem phim nha. Thôi, đi xem phim mà sao mình nói chuyện được. Vậy chứ em muốn đi đâu? Đi đâu cũng được. Đi đâu cũng được là đi đâu? À, đi công viên nha. Ừ, giờ này khuya rồi. Đi công viên nguy hiểm lắm. À, trời sáng rồi em. Mình vô công viên chơi được rồi đó. Ừ, ok. Nhanh lên em ơi, trễ lắm rồi đó. Em thay đồ xong rồi, đợi em trang điểm một tí xíu. Từ hồi nãy tới giờ 3 phút đồng hồ rồi. Đi đi em, trễ lắm rồi em ơi. Đâu? Đẹp rồi nè. Mà không có nhất thiết là để cho mọi người nhìn thấy mặt của em đâu. Hôm nay sinh nhật của em thôi mà. Mấy cậu đang hát chúc mừng sinh nhật ai ạ? Thì hát chúc mừng sinh nhật vợ cậu nè. Là tính ra là nếu mà vợ chồng tôi tới không kịp là mấy cậu tự thổi luôn nè. Đúng rồi. Rồi tất cả mọi người tập trung nào. Hôm nay sinh nhật vợ của tôi, thì vợ tôi thổi đi em. Rồi mọi người chúng ta nhập tiệc đi nào các cậu. Ăn đi em. Nhớ đừng tháo khẩu trang ra nha. Sao nãy giờ không thấy anh nói gì hết vậy? Không biết nói gì hết. Hay là anh nói về công việc của anh đi. À, ở công ty của anh á, anh đi làm á. Khoan anh, nói về chữ công ty em mới nhớ, em có chuyện kể cho anh nghe. Thôi anh phải để cho anh kể. Em kể mà hồi em quên. Bây em giờ phải nói trước em cho nói, mà hồi em quên. Em nói xong rồi anh đi không có nhớ. Một ngày thật tình cờ anh đến nơi đây, dịu dàng lời ngọt ngào nắm lấy đôi tay em, vẫn như đang thở ngại ngần, như giấu đi trái tim bao điều phân vân. Rồi từng ngày nhẹ nhàng anh dắt em đi qua thật nhiều điều tuyệt vời, những phút vui gần xa tô bức tranh. Dạ anh chị ơi, giờ cũng khuya rồi, với lại quán em cũng đóng cửa lâu rồi đó. Bọn em còn dọn dẹp nữa. Tính ra anh chủ quán này mà. Em quên luôn anh chủ.
Dạ, vậy bọn em sao anh chú? Mấy đứa dọn xong hết mấy bàn kia mấy đứa cứ về. Cái bàn này anh chị ăn uống nói chuyện, hồi lát về trễ thì anh chị sẽ tự dọn bàn. À không, một mình bản thân anh sẽ tự dọn bàn rồi vữa chén. Dạ. Còn lại chị thấy anh lo. Dạ. Vậy tụi em về trước, chút nữa anh chủ dọn nha. Em về luôn chị. Ê Hào, hôm qua ông sếp cho tôi về sớm mày. Ông nói về đi, có gì ông dọn cho thiệt. Lúc đó thấy thương ông ghê luôn á. Ê Hào, ủa sếp, trời, ngày hôm qua ở khuya vậy mà hôm nay đi làm sớm vậy? Đâu có, tôi nói chuyện từ tối hôm qua anh giờ. Hừ. Dạ. Ấy là sếp ở lại nói chuyện với chị, em đi làm. Hai nè. Dạ. Nói với tụi tôi cũng sắp về rồi. Dạ. Xui cho cậu. Tính ra bình thường là cậu làm cả tối. Dạ. Hôm nay xui xui ta sao tối kẹt lịch học phải không? Dạ. Cho nên đi làm buổi sáng. Dạ. Cái gặp phải tôi mà tôi với chị ăn từ tối qua đến giờ. Yeah. Lẽ ra là tôi dọn nếu như tôi không gặp phải cậu. Hiểu không? Tôi sẽ dọn nếu như tôi không gặp phải cậu, hiểu không? Dạ. Giờ em muốn đi đâu? Em buồn ngủ à. Cho tụi tôi thêm ly cà phê, uống cho tỉnh xong rồi về nhà. Không, cậu lát nữa dọn luôn ly cà phê đó cho tôi nha. Dạ. Sao anh không nói gì với em hết vậy? Bộ em làm gì có lỗi với anh hả? Anh à ông Thái nó cấn máy chắc luôn. Alo, chào hai em. Anh Thái đã hết tiền. Xem lịch sử cuộc gọi 45 phút. Wow. 3.000 nhân cho 45. Wow. Em à. Dạ. Hồi nãy em bị cứng máy, gọi điện thoại cho số vợ anh. Nhớ là tiền hả? Em à, bỏ cái điện thoại xuống rồi nói chuyện với tôi. Chồng phải tin tưởng nhau chứ. Em à. Dạ. Tính tiền. Dạ. Bao lâu rồi ta? 2 tháng. 2 tháng rồi hả? Vậy mà mình chưa có con hả anh? Ý anh nói đây là mình chưa có hôn nhau mà em đòi có con luôn rồi. Em tưởng đâu là mình phải có con xong mình mới hôn. Trời ơi, có con là phải hôn nhau nè, ra mắt gia đình, đám cưới thì mới có con được. Vậy bây giờ mình làm đám cưới hả anh? Em đấu trái 2 giai đoạn luôn á cưng. Trời ơi, phải hôn nhau trước chứ. Ừ nhờ. Vậy giờ mình hôn nhau luôn nha anh. Em làm gì vậy? Em vậy sao anh hôn? Anh hôn mà em cứ... Ông nội anh hôn cũng không được nữa. Em phải giữ em vị trí chứ.
Nụ hôn đầu mà em, đâu phải ai cũng có kinh nghiệm đâu. Giữ im vị trí nha. Anh hôn nhanh đi, em nôn lắm rồi. Sao vậy em không phê gì luôn hả? Em tưởng nụ hôn đầu là phải hôn ở đầu. Rõ ràng nụ hôn đầu là phải hôn ở đầu. Chừng nào em nói nụ hôn cuối, anh sẽ hôn ở chỗ cuối cùng của em. Hả? Ngón chân, hiểu không? Nhưng mà cái lỗ đó chia tay mới được, nhớ mang dép lào. Em tưởng là mình phải hôn ở chỗ khác. Ủa, chỗ khác là chỗ nào nữa em? Anh không có kinh nghiệm thật đó hả? Thiệt, anh không có kinh nghiệm. Anh xạo quá à? Xạo đâu, thiệt mà. Không có kinh nghiệm thiệt. Nhưng mà em có. Ơ anh ơi, ở nhà ăn cơm cái đã. Ăn cái gì, anh có cuộc họp quan trọng lắm. Ờ, nhưng mà hồi sáng rồi em dậy sớm để nấu cho anh ăn mà. Dẹp cái suy nghĩ đó đi, để dành cho heo ăn đi. Mẹ anh có mùi gì kỳ thế? À, quên anh răng. Hèn chi sáng giờ cứ quên cái gì đó. Quên anh răng mà. Đợi anh xíu nha. Sạch sẽ, thơm tho. Tao đi làm nha. Anh. À. Giờ mới là thơm tho nè. Dễ thương quá, anh đi làm nha. Hello cô em. Chồng của em hôm nay quên cái gì hả? Chồng mình ngầu thế. Anh đang rầu chứ không phải là ngầu em ơi. Thì sao rầu? Anh được nghỉ rồi. Được nghỉ hả anh? Vui thế. Nghỉ luôn. Nghỉ luôn. Anh bị trễ 30 ngày. Bị đổi luôn rồi. Thôi không sao đâu em. Không sao cái gì mà không sao. Anh nghỉ luôn rồi lấy cái gì mà ăn nữa. Cặp đất mà ăn à. Đất đâu mà đất. Mình còn cơm mà. Hồi sáng có người nói là cơm chỉ dành cho heo ăn thôi mà. Còn cơm đâu nữa mà ăn. Anh sẽ là con heo bé nhỏ của em. Thôi vào ăn cơm. Quái gì mày? Phim heo. Đi vô chụp. Chồng con kiểu gì mà tối tăm mù mịt chưa thấy về nữa.
bao giờ mới về? Ông tưởng dùng hoa và bịt miệng của tôi à? Xin lỗi. Biết lỗi rồi, tha lỗi cho anh. Được rồi, em tha lỗi cho anh đấy. Mà từ ngày lấy nhau đến giờ, anh vẫn lại xến như hôm nay ấy. Một năm mới có một ngày mà em. Ngày gì? 20 tháng 11. Em có phải cô giáo đâu. Trời ơi, thì anh có nói em là cô giáo đâu. Anh mua gói bó bông này là để tặng cho cô giáo con mình. Chứ em đâu ra mà mới giật giật rồi tự nhận. Nhưng mà... Nhưng mà em thích bó bông này phải không? Phụ nữ mà, ai mà không thích bông thích hoa. Vậy là chắc chắn cô giáo sẽ thích bó bông này. Anh này. Em này. Dở từ trước mà làm gì bức xúc như vậy. Có gì đâu. Em thích bó bông này hả? Em hạnh phúc quá à. Em nói gì? Em nói em hạnh phúc quá à. Lâu lắm rồi chồng mới tặng hoa cho em. Một, hai, ba, bốn, năm nè. Em à, soi gương đi. Em đâu phải là còn trẻ như lúc mới yêu đâu. Đâu có còn đẹp nữa. Vậy thì làm sao em nhận được bông hồng chứ?